Mến chào quý cô chú anh chị đang xem kênh Bonsai Cần Thơ. Hôm nay kênh có quay lại nhà vườn của anh Nhã ở An Nhơn, Châu Thành, Đồng Tháp để review giao lưu đến quý cô chú anh chị một số cây mai vàng tàn thành phẩm nha quý cô chú anh chị. Cây tầm trung ha. Thì giờ mình gặp anh Nhã để giao lưu chi tiết cũng như là báo giá nha quý cô chú anh chị. Chào anh Nhã ơi. Dạ chào cô chú anh chị đang xem kênh ạ. Hôm nay con có một số mai vàng muốn giao lưu đến cô chú anh chị, mong cô chú anh chị ủng hộ giúp con ạ. Và con xin tiến thẳng vào cây số 1 nha cô chú anh chị. Một cây mai vàng bông từ 7 cánh đến 9 cánh. Một cốt giót đọt nha cô chú anh chị. Này tay cành đâu cũng sửa hết ha anh. Dạ tay cành chỉnh sửa hết ạ. Đây, cây này tàn tán đâu cũng đều nha quý cô chú anh chị. Đó, mặt này ha, để em quay mặt sau cho quý cô chú anh chị xem ha, cái báo giá, báo thông số nha. Này bông gió ra nha, rụng hết nha quý cô chú anh chị. Rồi. Rồi đo đi anh đi. Chiều cao. Chiều cao là 3m3. 3m3. Dạ, tán ngang là 3m4. 3m4 tán ngang. Đây dàn nút nha quý cô chú anh chị xem ha. Cây này ra bông gió cũng nhiều mà nút cũng nhiều luôn, còn nhiều lắm nha quý cô chú anh chị. Này là dịp Tết là nở đúng luôn nha quý cô chú anh chị. Nút nụ rất là nhiều ha, đóng cái tại cái dàn xương quý cô chú anh chị xem ha. Đây để em cho quý cô chú anh chị xem dàn xương nè. Đó. Cây dàn xương đóng rất là đều nha quý cô chú anh chị. Thì mấy cây mà dàn xương đều như vậy thì nó bông nó sẽ rất là nhiều ha. Đây. Cây cũng già lắm rồi nghe quý cô chú anh chị. Này chơi mấy mùa anh? Đó, này chơi cũng nhiều mùa lắm anh. Rồi, giờ em sẽ vô coi cho quý cô chú anh chị xem tay cành như là thông số hoành ha. Đây. Cây này có thoát thân nha quý cô chú anh chị. Đây, đó. Thoát thân sạch ha. Đế cũ. Cái này nhìn cái củ rất là duyên nha cô chú anh chị. Củ nó hơi lắc nhẹ cái nha. Đó, giờ khéo cây nha quý cô chú anh chị. Hoành luôn anh đây. Để con đo ra 2-3 vị trí đi. Đó, chỗ này ha. Dạ, chỗ này được 67. 67. Ở trên đây được 50. Trên đây chút thì được 40 ạ. Thoát thân là được 75. Cô chú anh chị xem cái cũ ha. Tổng hoành đế con đo hảo hảo đây là được 155 ạ. Mình sẽ 150 đi, thì dạ. Hao đi. Dạ, thì hao 150 đi. Đây mặt sau của củ đế nha quý cô chú anh chị, có đế luôn nha. Đây. Em bơm tay vô cái nha cho người ta hình dung cái ha. Đó, quý cô chú anh chị xem củ nè. Đó. Nó có cái gù lên như giống như ông thọ nha quý cô chú anh chị. Đây có cái bông gió nè quý cô chú anh chị xem ha. Bông này nó cũng rụng bớt rồi. Cánh đẹp ha. Cây này kêu giá nhiêu anh? Dạ cái này em giao lưu tại vườn là giá 55 triệu ạ. Còn thương lượng không anh? Dạ còn thương lượng chút đỉnh nha. 55 triệu còn thương lượng nha quý cô chú anh chị. Giá tại vườn ha. Quý cô chú anh chị lại vườn thì có sẽ có giá chi tiết cho quý cô chú anh chị về công cán đồ phí ship đồ ha. Ở đây thì xe tải, xe cẩu vô tới chỗ được nha quý cô chú anh chị. Bãi rộng ha. Dạ. Rồi, cây số 2 luôn anh ơi. Dạ.
Rồi, mã số 2. Mai vàng tàn ghiên luôn hả anh? Dạ, tàn ghiên luôn anh. Tất cả mai đây là ghiên hết luôn anh, không có ghép. Này bông này mấy cánh đây anh? Bông này từ 7 đến 9 cánh nha anh Tú. 7 9 cánh. Đi xa xa cho quý cô chú anh chị xem ha. Cây này thì tông cao. Đó. Thông số luôn đi anh. Dạ. Đụng trên vô. Chút nữa. Rồi báo đi. À, 4 mét. 4 mét chiều cao có hơn nha quý cô chú anh chị. Tán ngang. À, tán ngang là đúng 3 mét luôn ạ. 3 mét đúng nha quý cô chú anh chị. 4-3. Đồng thanh đồng thủ luôn. Cây này thì giờ ở ngoài nó rất là căng xứng nha quý cô chú anh chị. Này về mình chịu khó mình trồng hay mình chỉnh lại chút xíu. Này do cái quá trình mình tưới cái nó hơi nghiêng chút xíu nha quý cô chú anh chị xem ha. Đây. Một cốt giót đọt luôn ha anh. Dạ, một cốt giót đọt. Rồi, em quay nút đụng cho quý cô chú anh chị xem nha. Cây này là nút VIP luôn nha quý cô chú anh chị. Nút nụ bành luôn nè, lớn không ha. Đó. Đóng kẹo hết nha quý cô chú anh chị. Đây. Dàn xương này cũng dày lắm nha, để lát nữa em quay dàn xương cho quý cô chú anh chị xem ha. Đây. Nút nụ là quá chừng luôn nè. Đó. Đây, này mặt sau. Tổng thể cây cho quý cô chú anh chị xem mặt sau nha. Rồi. Tay cành. Cái này thoát thân thấp và vậy hơi khó quay tay cành ha. Tay cành này đóng cũng đều tứ diện nha quý cô chú anh chị. Hơi khuyết chút xíu ha, nhưng mà nó cũng nhìn ở ngoài tổng thể thì nó lấp đầy hết ha. Đây. Chú anh chị mình xem ha. Mình chỉnh cái góc gọng cho quý cô chú anh chị mình xem nha. Giờ mà nó hơi xa, hơi nhỏ nhỏ lại nhưng mà ở ngoài lực lắm nha quý cô chú anh chị. Đó. Đế cũng VIP luôn. Đều ha. Cái này về chỉ việc chơi thôi nghe quý cô chú anh chị. Mét trên thì em thấy nó có cái cục bú nè. Đó, nghe chưa? Có cục bú nu nu ra cũng quái, khá dễ thương ha. Hoành luôn anh đây. Dạ. Cây này đều qua nhạo chỉnh sửa đâu hết rồi ha anh. Dạ, cái này cô chú anh chị về mình chỉ còn chơi thôi ạ. À. Dạ, hoành em trừ hao là được 52. 52 hoành ngay vị trí đó. Dạ. Xích xuống đây chút thì nó được 60. 60 hoành ở dưới ngay cổ đế ha. Dạ. Thốc thân này thấp ạ. Thốc thân này cây 20. Này được 33. Đó. Cốt số 1 nó được 20 nha cô chú anh chị. Đế kìa. Nó hậu hậu. Hậu hậu thử tham khảo thôi ha. Đó. Dạ, tham khảo là được 260 ạ. 2m6. Tổng nồi đế 2m6. Đế này cũng khá nha quý cô chú anh chị. Có ở trước có đế chịu ha. Dạ. Cái này thì mình trồng mình dựng cái đỉnh đứng lên chút xíu nữa là đẹp cây nha quý cô chú anh chị. Đế mình moi lên được chút nữa ha. Dạ. Cây này báo giá đi anh. Dạ, cây này giao lưu là giá tại vườn là 40 triệu ạ. À. 40 triệu. Giá tại vườn nghe quý cô chú anh chị. Quý cô chú anh chị tới vườn thì có giá hữu nghị hơn nha. Mình tới mình gặp chủ vườn, mình thương lượng phí ship ha, thương lượng giá cả với chủ vườn ha. Cây này thì đó quý cô chú anh chị xem nút nụ. Cây này chơi Tết là rước may mắn vào nhà luôn nha quý cô chú anh chị. Đó. Rồi. Mã số 3 luôn anh ơi. Cây này quá. Mã số 3 nè. Cây mã số 3. Đó, cây mai xù nha cô chú anh chị. Mai vàng. Xù. Đây. Bông thì từ 5 đến 9 cánh nha cô chú anh chị.
5, 7, 9 luôn ha anh. Dạ. Ở đây có cái bông gió nè quý cô chú anh chị. Này 5 cánh nè ha. Có 7 cánh, có 9 cánh nè anh. Dạ, nó không có điều mà nó 5, 7 cánh có, 9 cánh cũng có. Cái này thấy nút nụ lớn nha quý cô chú anh chị. Đó. Xù tới đợt không anh? Dạ, nó xù phần gốc anh. Xù cỡ 50%. Này xù 4-50% nha quý cô chú anh chị. Mã số 3. Chiều cao thông số luôn đi anh. Rồi ra mép lộ nè, đo cho dễ anh nha. Để con đo hậu hậu. Dạ chiều cao là 2m8. 2m8 thì hao đi. Cũng xê xích nghe quý cô chú anh chị. Tán ngang. Rồi. Mình xin Vũ. Dạ rồi tán đó. Ngang là 3m1. 3m1, 2m8. Cũng khá là đò đều nghe quý cô chú anh chị, đồng thanh đồng thủ ha. Đây mặt sau. Cây này thì mình chơi mặt nào cũng được nghe quý cô chú anh chị. Thấy cái tàn nó tròn do ha. Đó. Rồi, cho quý cô chú anh chị xem ha, nút nụ nha. Cái này nút nụ lớn. Đây, này bồng này ra cho bông gió nè. Nút nụ đóng cũng kẹo ha, này cũng Tết luôn ha, chân được ha anh, chơi được ha. Mấy cây này là vừa chơi Tết luôn đó anh. Quý cô chú anh chị thấy nút lớn lớn ha. Tết tới rồi, cô chú anh chị đem một cây mai vàng về mình trưng cho có tài lộc nha cô chú anh chị. Rồi, tổng thể cái vàng tàn là nó như vậy nha quý cô chú anh chị. Vậy. Đó. Đây, cho quý cô chú anh chị xem vàng xương ha. Vàng xương đóng nè. Ở đây thì nó hơi thấp cho nên là quý cô chú anh chị xem cũng thông cảm ha. Xương. Báo hoành luôn cái đi anh nhỉ ơi. Đây. Rồi, cổ đế. Hoành ở đây là được 52. Lên luôn anh. Lên trên này chút thì được 40 lần trừ hao gọi nghe cô chú anh chị. Eo 40. Đây có cái cục đế dễ thương lắm nha. Cục đế này nhìn có viên lắm nghe cô chú anh chị, là được 105. 105 nguyên cái cục đế luôn. Đặc biệt cây này nó bộ đế này nó xù hết luôn nghe chú anh chị. Xù giáp thân đế luôn ha anh. Dạ. Đây để em cho quý cô chú anh chị xem chi tiết ha. Đó, mặt này nha. Cây này thì đế đều. Đế gói cũ. Con chưa vệ sinh chứ cô chú về vệ sinh lại là nhìn cái nét xù nó rất là đẹp ạ. Xù chảy luôn anh. Này không xù phải xù chảy à. Nhưng mà xù cám. Xù cám nghe quý cô chú anh chị. Lết qua bên này. Đây, bên này cũng xù luôn ha. Đây xù nhìn đây vàng quý cô chú anh chị xem. Đó. Nhìn mình tưởng tượng như là một con thú nó đang chườn cái đầu nghe cô chú anh chị. Đây, mặt bên đây. Mặt này dòm vô là thấy lực lắm nghe quý cô chú anh chị. Đế lực ha. Mai xù mà đế nó đều viết cũ vậy là cũng khó kiếm nha quý cô chú anh chị. Cây này giá làm sao anh? Dạ cây này em giao lưu giá là 45 triệu giá tại vườn ạ. 45 triệu giá tại vườn nha quý cô chú anh chị. Còn thương lượng không anh? Dạ còn thương lượng chút đỉnh tiền xe nha. Rồi đổi luôn anh ơi. Dạ. Tôi có cái số 4 à. Một cây mai dáng trực siêu. Một cốt giót đọt luôn nha. Tàn thì kín mít luôn. Tổng thể đây một mặt
Này mặt chính diện nó dòm cái đường thân nó cong cong đẹp lắm nghe quý cô chú anh chị. Rồi, thông số đi anh. Rồi. Chị heo đi anh, báo chị heo đi. Dạ, 4m3. 4m3. Tán ngang tổng thể nó bao nhiêu? Đây, đứng dày cho quý cô chú anh chị xem ha, đó tán ngang dày nè nha. Rồi. Dạ, tán ngang là 4m2 ạ. 4m3, 4m2. Cái này đồng thanh đồng thủ nghe quý cô chú anh chị. Rồi chá chút xíu quý cô chú anh chị xem thông cảm ha, giờ mình đen đen ha, mình cho đây vàng xương. Xương mép ngoài thì nó hơi thiếu một chút, nhưng mà dòm đây mặt này hơi thiếu một chút nha quý cô chú anh chị. Mặt tiền thì ok ha, cốt cành lớn hết rồi. Đây, cái cốt nào cũng nấy là nắm tay không giáp nha quý cô chú anh chị. Nút nụ ha, nút nụ đóng cũng dày khá. Này, mặt bông thì từ 9 đến 12 cánh nha cô chú anh chị. 9 12 cánh luôn ha anh. Dạ. Đây ha. Dạ. Rồi, tổng thể thấy cái vàng lá trên lớn lắm nghe quý cô chú anh chị. Lá lớn bông đẹp ha. Rồi báo hoành luôn anh ơi. Đó vậy ha. Dạ. Là được 63. 63. Trên đây chút thì nó 59. Rồi. Eo 59. Dạ. Thóc thân. Thóc thân hơi được 47. Cây này cái dáng nằm nằm nè quý cô chú anh chị, khéo nè, dặn người ha. Đó. Ngay cái cổ nó ngoái đầu lại. Nhìn nó ẻo rất là duyên nha cô chú anh chị. Như con thú vậy ha. Đó, mình dòm cái mặt này là dòm mặt này là hết chê luôn nha quý cô chú anh chị. Bộ đế thì này, bộ đế quái nha. Đế này có chặt nuôi hả anh? Dạ. Để cho anh chị xem ha. Đây, ở phía trước. Phía trước này có gãy chịu luôn nha quý cô chú anh chị. Hơi nhỏ dưới này ha, nó nằm đây nè. Rồi, giá luôn anh nhã ơi. Dạ, cái này là em giao lưu giá tại vườn là 60 triệu ạ. 60 triệu giá tại vườn nghe quý cô chú anh chị. Còn thương lượng ha anh. Dạ, còn bớt tiền xe cho cô chú anh chị chút đỉnh nha. Rồi, đổi luôn anh nhã ơi. Dạ. Dạ, cây số 5 ạ. Tiếp theo, cây mã số 5. Được vậy, hướng này cho quý cô chú anh chị xem. Thần chiều nắng nè. Đó, cái tràng này là tròn lẫm luôn. Nhìn như cái nấm rơm nghe quý cô chú anh chị. Mai thì mình chơi cái tàng này là rất là nhiều bông ha. Đây, em quay tổng thể cho quý cô chú anh chị xem cái bộ tàng cái. Thì lúc đó anh vô chi tiết cây ha. Rồi. Thông số luôn anh nha. Để ra ngoài lộ cho chui dưới gốc đo lên được không anh? Được. Chút nữa đi. Rồi, dừng lại, xuống nữa, Rồi, đo đi, báo chiều đi. Chiều cao là 2m9. 2m9 như 3m đó nghe quý cô chú anh chị. 2m9 thì cho đẹp. Tán ngang. Tán ngang là 3m6 ạ. 3m6. Cao 2m9, ngang 3m6.
Cây này tròn luôn nha quý cô chú anh chị, không lép ha. Đó. Dàn tàn thì rất là dày nha quý cô chú anh chị. Rồi bông đây, đóng trong cành luôn, cành già luôn đây. Bông này chắc cũng kịp Tết luôn, bông này là ngay Tết luôn nghe quý cô chú anh chị xem ha. Đó. Dàn xương, cây này thì xương. Đó. Dàn xương nghe quý cô chú anh chị xem ha, xương dày ra quý cô chú anh chị xem nè. Đó. Vườn này còn rất là nhiều mai nghe quý cô chú anh chị. Quý cô chú anh chị thích thì liên hệ lại với anh Nhãi ha. Số điện thoại giao lưu cái là anh Nhãi ơi. Dạ, số điện thoại là 0937213459 nha cô chú anh chị. Có Zalo luôn ha. Dạ, ha. Có Zalo, Facebook luôn ạ. Này vàng xưa, cái vàng mai này tới mấy chục cây nghe quý cô chú anh chị. Quay cho quý cô chú anh chị xem đại diện 6-7 cây gì đó ha. Yeah. Đó, đây dàn xương nha. Rồi. Hoành luôn đi anh Nhãi ơi. Hoành. Thôi giờ mặt này phơi lắm nha quý cô chú anh chị. Đế nguyên một cục nữa ha. Nhiều. Yeah, 53. 53. Có trừ hao rồi ha. Dạ. Yeah. Thoát thân là được chưa tính 25 đi. 25 thoát thân. Đấy bộ đế nha quý cô chú. Dạ bộ đế hạo hạo. 180 á. Đế thì cỡ 170, 180 gì đó. Dạ. Nha. Cây này đế cũ à. Đó, lật nha quý cô chú anh chị. Đế này đều luôn. Này. Mặt sau nó nè quý cô chú anh chị dòm ha. Xương tàn thì đóng dày nha quý cô chú anh chị. Tay cành đồ lớn hết ha. Cốt này chắc cũng cỡ 30 à. Dạ, con này chắc cỡ đó. Đây. Điều lại tổng thể cho quý cô chú anh chị xem. Giá đi nha. Dạ, cái này cây số 5 này cũng giao lưu giá là 35 triệu tại vườn nghe cô chú anh chị. Rồi, đổi luôn anh. Dạ. Cây số 6. Cái này đúng rồi. Dạ, cây số 6 ạ. À. Số 6. Để gói cũ nha quý cô chú anh chị. Cây này đẹp nha. Đang ngoài lộ nha quý cô chú anh chị, có ồn thông cảm ha. Đây. Thông số cái luôn anh nha ơi. Rồi, thụt xuống chút đi, bỏ cái đọt chút đi. Đó, rồi. Rồi, 2m9. 2m9 luôn, số đẹp luôn nha quý cô chú anh chị. Chiều cao 2m9. Tán ngang lớn nhất. Đó, tán ngang là 3m. 3m. Cây này là đều bon luôn. Chi cành dày đặc luôn nha cô chú anh chị. Gán ra phía sau cho quý cô chú anh chị xem ha. Hiện tại là vườn con còn rất là nhiều mai với nguyệt quế nữa nghe cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào thiện chí thì xuống tại nhà sẽ có cây dừa chơi mình đem về ạ. À. Đây phía sau nó em nói nghe quý cô chú anh chị. Cô chú anh chị xem ha. Hồi dưỡng cây đu đủ nhưng mà cái tàn nó mặt trước mặt sau giống nhau luôn á anh. Dạ, mặt trước mặt sau thì nó đều như nhau anh. Cái này mới đâm đọt kịp Tết không anh? Dạ kịp anh, tại này bữa em thúc cho nó gọn lại giờ đâm ra. Thúc đâm đọt non ngày mới ha. Đây dạ. Nút nụ nè quý cô chú anh chị xem ha. Đây. Dàn xương này thì khỏi bàn luôn. Đây. Đó. Nút nụ đóng kẹo hết.
Rồi vô dạng xương cho quý cô chú anh chị xem ha. Xương cái này nó có cái nhánh hơi ẹo một chút xíu nha quý cô chú anh chị, nhưng mà nó lắp để cho nó đàn đều ha. Đó, dòm cây này thì một cốt nha, trên nó cái đọt nó trẻ ra, có đọt luôn ha, có đỉnh luôn anh. Dạ có đỉnh luôn anh, có đỉnh luôn nha quý cô chú anh chị, có đỉnh đọt ha. Dàn xương thì đó quý cô chú anh chị xem ha, cây này cũng có thoát thân luôn. Rồi vô cái thông số hoành thân rồi đi anh. Dạ hoành nó lực đây là 50 nha cô chú anh chị. 50 hoành. Trên đây thì 40. Rồi thoát thân nhiêu anh? Dạ thoát thân là được 46. Cũ một cục. Rồi hảo nhiêu? Như được 2 mét anh. Nguyên cái cục đế luôn, nguyên một củ đặc luôn nha cô chú anh chị. Đó, đây mặt trước nè, mặt này là đế bếp nè, bên này có đế luôn nha quý cô chú anh chị. Đây thì đế không bằng nhưng mà có đế luôn ha. Này mình cũng còn khai thác luôn ha anh. Dạ, này mình còn khai thác được đó anh. Rồi. Cái này mình giá làm sao anh? Dạ cái này em giao lưu giá là 45 triệu tại vườn nha. 45 triệu nha quý cô chú anh chị. Rồi, ra xem lại cái vàng tàn cái ha. Vô đứng giang giang tay cái anh nha ơi. Coi cái vàng tàn nó quý cô chú anh chị xem ha. Rồi. 45 triệu giá còn thương lượng tại vườn nha quý cô chú anh chị. Cho một cây mai đế VIP. Rồi, ngoài ra thì anh Nhã cũng còn giao lưu còn rất là nhiều cây cho quý cô chú anh chị xem giao lưu ha. Đây để em view tổng thể cho quý cô chú anh chị xem. Đây một cây nữa ha, mấy cây này thì không có báo chi tiết cho quý cô chú anh chị nhưng mà em sẽ view cho quý cô chú anh chị xem ha. Đây. Đó, cây này đế cũng đẹp nè, quý cô chú anh chị xem ha. Đây một cây. Ở đây còn nhiều lắm nha quý cô chú anh chị. Đây, đây có một cây này cũng đế cũng khá nè quý cô chú anh chị. Nút nụ rồi, cái này nút bành luôn nè. Cây này bông đẹp hết nhỉ? Dạ cái này bông cũng đẹp lắm, năm từ 7 đến 9 cánh. Anh thấy ở phía trên đó quý cô chú anh chị xem mà cái vàng nút ở phía trên nè. Đó nè. Nó đóng đều bon luôn, nó kẹo hết nè. Đó, thì mấy cây này quý cô chú anh chị nào mà muốn Nhã ý thì giao lưu với anh Nhã ha, gọi điện trực tiếp để anh Nhã báo giá nha. Đây một cây mai tàn dù nè quý cô chú anh chị, thoát thân cao tàn dù ha. Cây này trồng là bằng trà là quý cô chú anh chị khỏi chơi luôn. Xương nè. Đó, vàng xương. Quay ngược nắng mà dòm vàng xương là đủ phê luôn nha quý cô chú anh chị. Đó nè. Nút nụ thì đây, nút nụ đóng kẹo hết, nở bông gió rồi nha quý cô chú anh chị, mà nút nụ là đóng vàng xương dày, đế thì VIP luôn, đế nguyên cục đều bon tứ diện. Đó, mấy cây này quý cô chú anh chị thích thì liên hệ trực tiếp với anh Nhã để anh Nhã báo giá nha quý cô chú anh chị. Đây có một cây thần chậu mà trồng chậu nè quý cô chú anh chị. Bọn xài ha, xài đại nè. Rồi, cuối clip chào luôn các anh nha ơi. Dạ con cũng rất cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ con clip vừa qua ha. Con xin cảm ơn cô chú anh chị ạ. Rồi. Quý cô chú anh chị thích cây nào thì liên hệ trực tiếp với anh Nhã ha. Thì vườn mai Nhã cũng còn rất là nhiều mai nha quý cô chú anh chị. Ở đây thì tọa lạc tại xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Rất mong được quý cô chú anh chị xem kênh và ủng hộ cho nhà vườn của anh Nhã. Xin chào và hẹn quý cô chú anh chị clip sau.